Kỳ này có nhiều người nhắc cái khúc mà từng rồi mấy từng rồi việc bị sư thầy la trách thì ngài cũng không có trách mấy. Ngài như nói xưng hạ tác cùng thương là đức thầy tiên tri, ta tiên tri cho con, hôm nay con xuất hiện tại con không giải thích cho họ nghe cho rõ về con. Đức thầy nói kiểu đó mình cũng bó tay luôn, còn không biết con giải thích kiểu nào nữa luôn. Bốn rồng xuất hiện rõ ràng đó mà họ còn không sợ nữa, không biết đợi tới cái gì luôn á. Ủng hồ chi dù mà áo đời thì không được, chưa có đủ phước nha để mà áo vàng. Nhưng mà cái gì khác hơn rất là nhiều vị áo vàng là ở chỗ này. Đó là thứ nhất, vì đã thờ trước mặt cha ngày 16 tháng 3 năm 2017. Tài là tiền, con mà ham tiền con sẽ tự quỷ xác. Lúc đó thì thờ với Phật, lúc đó Phật mấy vị Phật đứng đầy hết, rồi cha mẹ thì đó điện mẫu, nhưng mà trong đó quy bự lắm, rồi đông lắm, ở ngoài rồng phụng bay có cả triệu vị luôn á, chư thiên thánh thần đầy luôn trên núi Thiên Long Sơn. Năm đó cái kỳ quỳ xuống tài con vợ con mà ham tiền con quỷ xác, danh danh tức là ham danh đó. Lên mạng này là quý vị nghĩ ham danh không? Quá trời bị chửi. Mình làm chủ Di Mạch ở vùng này Mỹ, nó nghe tên Ngô Tuấn Kiệt là nó hoảng hồn. Người Việt Nam mình thì tại mình không có làm nghề Việt Nam thì Việt Nam không có biết nhiều, là uy tín đầy luôn. Vậy mà lên mạng rồi á, cả người Việt nhân viên gì đó nó chửi. Nó mà giàu mà rảnh á là không mà làm với danh được. Tài danh sắc, sắc là đâu có ghệ gì đâu, đâu có đụng tới sắc, mà cũng không có đụng tới cái gì gọi là sang lắm, là đẹp lắm nữa, thường thường thôi. Chứ ca lắc đó là 4 năm hãng nó mua cho thằng chủ trả thuế, rồi 4 năm nó đổi lại, nghĩa là lease, mướn 4 năm đổi cũng phải là của kiện nữa. Chiếc xe mình đang chạy nè, đúng không? Tài danh sắc thật là ham ăn. Ở đây từ từ những người gần Việt mới hiểu, cho gì là ăn đó thôi, không có bao giờ cái đầu nghĩ ra có món ăn nữa. Thì là ngủ sẽ không có nhiều ngủ nữa, ngày nào cũng 5 giờ là thức dậy, ngồi thiền xong rồi đi làm, kịp thời giữ được 5 món đó. Quý vị ở đây có nghĩ thử những vị thời nay ấy nghe, áo vàng dám thời cái đó không? Trời ơi, không chỉ làm cái chữ tài thôi mà không làm nổi vậy. Không chứ ông nào nói bây giờ bồ bịch tùm lum ở sau lưng nữa. Gì khác như vậy thôi. Nhưng mà cái thời xưa Phật Thích Ca ngày nó có nói trong kinh luôn á, ở thời mạt pháp, đại tử xuất gia, đại tử tại gia của ta, hãy ai mà làm lệ lạc cho quần sinh là đại tử của ta, còn ai mặc áo của ta mà không làm lệ lạc cho quần sinh đó là con của thiên ma, làm hư cái đạo. Cho nên giờ quý vị ngồi đây chỉ cần nhấn vào đó cái của việc thời, cái này cái bằng sai á thì không có chết trên mạng cả mấy chục triệu người Việt Nam hay ở Mỹ, mà chết cái hết là tử gần mình cũng mệt phải không? Rồi có sao là thiệt vậy à? Cái thằng tôi hỏi mà từng rồi lên trên núi có sáu số, có cái bản sáu cái để trước cửa library á. Thứ nhất là không danh, không lợi, không nhận động cho quỷ là chúng hết mấy đó không? Không làm phiền ai không? Chỉ có ăn cái là không có chính trị. Cái này phải coi lại có chính trị không nghe. Chính trị có nghĩa là mình giận mình làm thị trưởng hay là mình làm cái gì đó, hay là làm tiếp gì. Còn cái này ở trên trời ấy, nó cũng là chính trị. Abola với Phật đấu với nhau, tránh với tàn, thế gian này cũng vậy, đạo cũng là chính trị. Thì mình nói ngồi vòng vòng cũng là cái ác với cái thiện, đúng không?
Còn cộng sản nó anh không có chính trị, không chính trị có nghĩa là ngồi im re á, để cho mày làm thì mày làm. Ngày xưa Đức Phật đi qua thì có hàng ăn cướp ở Thích Ca mình á, rồi nó xa, nó sắp sửa giết hết cả thì ngài cũng phải rút kiếm ra để nó một mũi ẹt, chứ không phải đi giết cả tiền sao. Mấy con nghĩ cái đó là chính trị không? Giữ thiện giả. Còn thế nào chứ hữu tham chức làm thị trưởng hay này nọ thì khác. Ây là Phật trong này không không có mệt với trên mạng mà mệt với mấy đệ tử mình, coi là mình nói mình sai mất mặt lắm đó. Không tôi không để mất mặt đâu, yên tâm. Có một cái tôi sẽ không bao giờ làm tất cả các đứa con họ thiên thất vọng, một đó là sự thật. Trên tư lục là ở thời nay có một thiên tử duy nhất con của thượng đế xuống trần, đó là đang ngồi đại thần, đó là thiệt. Cái thứ hai, tất cả những gì hụt nói trên mạng đó là từ tâm, thì những chuyện vô vi như nói chị rồng hay nói chuyện với mẹ hay nói chuyện với chư Phật hay nói chị Bồ Tát, đó là thiệt. Chưa bao giờ biết đặt chuyện lên nóng, cũng không cần lý do để đặt tại sao anh gặp Phật, tôi không gặp Phật được, tại cái người đó chắc người ta mới hỏi lại. Còn khi lời chị nói ra đó là sự thật, cũng giống chuyện nãy từ sáng trước khi mình tới đây ngồi, thì ngày từng nào cũng họp với mấy vị trên trời, thì mình nói thiệt, ủa bữa nay trời mưa mà ổng không bị dính mưa ta. Đó là đúng là thiệt đó, là cũng là cái mình học hỏi đúng không? Rồi mấy ngày cũng kể ở trên trời hiện giờ những cái thần tinh nó cũng giống như trái đất của mình vậy nè, cũng có thiện có ác, rồi có Atula có Phật đấu với nhau, rồi những hành tinh khác cũng đang động đất, đang bị quỷ hoại đó. Rồi mấy vị mới nói chỉ có trái đất của mình á là được đại phước, là vì có chuyện đầu thai xuống, là vì có các chư thiên chư Phật đầu thai xuống để mà sàng lọc, không có để tự không có để cho tự họ quỷ hoại trái đất lẫn nhau. Cũng giống như những hành tinh kia, nó cũng có những vũ khí lợi hại, nó bắn lẫn nhau bể nát luôn cái hành tinh của họ. Còn mấy trái đất này mấy gì cản lại, nếu không Putin hay là Tập Cận Bình nó bắn 6.000 quả tiễn hạt nhân lên trời thử, mình có ngồi để yên không? Đâu có yên được, mà Phật cũng không cho chuyện nó xảy ra. Cho nên chưa ai dám nói là sẽ không có bom nguyên tử nổ, một chị dám nói là mấy gì hứa rồi không có bom nguyên tử nổ. Chưa có ai dám nói là chế độ cộng sản sẽ cai quản cái trái đất này hay là tiếp tục còn tồn tại. Thì bảo đảm 100% cộng sản sẽ như thầy thêm bốn cái dù còn lại của thiên ma sẽ bị cắt đứt khi không còn sử dụng nữa, để trả lại cái sự bình an như trái đất. Mấy nghìn năm sau sống rất là hạnh phúc vui vẻ. Phải này, cái đó thì bảo đảm luôn 100% có. Mà những cái đài truyền thông, những người khác ta đâu có dám nói chuyện đó. Còn mình cái đài này á, nó siêu hơn truyền thông CNN hay là Fox nữa, hay đài Trần Nhật Phong nữa. Đài này đài của trên trời mà. Mà trời này trời thiệt nghe. Mình chỉ buồn cho những ai khác cái mình gọi là cái cách tu tập. Nhưng cái tu tập cái thiên tâm của mình là mặc đồ bình thường, tu trong hẻm, tu trong chùa, tu trên núi, đi cũng tu, đứng cũng tu, vô Costco cũng tu,
chứ không phải là mình tu theo kiểu mà bề ngoài luôn cơ gặp. Mình không phải tu theo khi mình bệnh hay là mình cần vô chùa để mình có tạo nhóm họp đông người mình tu, nó không phải. Thiên tâm không có đâu. Thiên tâm là tất cả mọi người đều lúc nào cũng phải hãnh diện mà mình mang họ thiên, và mình phải làm sao để mà có bổn phận thuyết phục được những cái người mình gặp trong cái ngày đó. Tệ nhất á, những đứa con họ thiên con của ông trời á, khi ra đường á, trong một ngày phải làm ba người cười thì mới là con của họ thiên. Chứ không phải mình ra đường mình làm cho người ta phải bận tâm về mình hay là sân si về mình là sai. Thì bao nhiêu đó thôi, thì nó cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái thiên tâm sẽ thống nhất thế giới. Đó là chánh đạo về mặt của nhân sinh mình, hữu hình. Còn về mặt vô vi, mấy cái chư vị lúc nào cũng gia hộ, cũng giống như chị này cũng được gia hộ. Ở Việt Nam rất nhiều người được gia hộ một cách rất là mầu nhiệm, khó có giải thích được. Cũng nhắc là từng nào từng rồi cũng có mấy người lên đây cảm ơn, nhớ không? Hồi nãy có ai nữa à, đệ tử này nữa bệnh đúng không? Thì những cái đó tuy là có ba chữ nhắn tin anh sẽ khánh phải không? Có hai chữ thôi phải không? À, chú sẽ khánh cho con, chú sẽ khánh cho con năm chữ à, rồi vậy là Phật con được năm chữ là con hơn vậy đó. Cái chất thiên về là quý, tự nó nhiều quá mình không có đầu đó, mình suy nghĩ mình đánh cái gì. Thì khi hứa là phải làm, Bồ Tát là vậy, hứa là làm. Chứ còn hà cứ lơ, chứ nhiều quá chịu không có nổi, ông quá nào khánh. Nhưng mà bữa nào người nào có duyên hơn á, cái giờ lúc mà ngồi xả hơi trong ngã hay đâu á, giờ dò điện thoại, không phải cái này nha, cái kia cơ. Đây này, cái này là số trên mạng nè, 8333 99 là thằng này, thằng đen. Đen là còn là chuyện u sầu không. Còn cái này á, này có hai cái mà đâu phải lúc nào đi đâu cũng nghe cái thằng 8333 99 này đâu, ít lắm. Mà ai hơn á thì dò. Từ bữa nay nó ta quá trời luôn nè. Đó, hiện bây giờ là có 3.000, ở đây là 3.000 mấy, ở bên Zalo là 12.985, còn bên Viber là 2.800 mấy, bên bình thường là 3.000 mấy, tổng cộng như xưa là cũng 18.000, 19.000 người đang chờ trở lại. Chưa tính email nó lơ luôn. Lãm thì đánh đâu thì mà tính đánh từ chữ kiểu đó, năm chữ là mai rồi. Chú sẽ khấn cho con, thật sự chú có khấn. Chú chỉ nói mấy vị hình nè, tại mấy vị lúc nào cũng đang đứng bên cạnh, hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè, đấy là mấy vị là giúp thôi. Cũng như khi mình ngồi đây mình nói chuyện mỗi tình cũng vậy, người nào có chừa có dòng thì mấy vị ngõ hết. Mặt nào nói gì điểm dành hết. Là ai mà vừa vô nghĩa địa, có ông ma tới đây á, nó vừa lên cầu hang đằng kia thôi là nó quảng hồn bỏ chạy rồi. Thì nhiêu đó thôi là mình tới đây mình cũng thấy lấy vốn bữa nay rồi. Cho nên chị Ngọc hết qua Florida có bay ra hoài phải không? Cái hai ba tuần cứ bay ra hoài, chỉ cần ngồi cười thôi là cũng hên, cũng lấy điển này. Có thiệt mà, mình không phải nói chuyện không có đâu. Có nhiều người á, là bữa trên mạng có người cảm ơn là bệnh ung thư luôn á, mà mấy vị thần mà hộ với dấu thiên tâm mình không biết gì nè, ở bệnh viện cho gãy là người ta chạy rồi đó, vậy mà mấy vị chị cũng hết. Từ khi cái dấu hiệu của cha mà ban xuống mà ra đời,
nó không phải là chỉ có Phật không nghe, dĩ nhiên là Bồ Tát rồi Thánh rồi mấy vị Thanh Văn, Viên Giác, mấy vị A La Hán nữa, rồi xuống những nhỏ tới mấy ông thần rồi địa tiên nữa, đều là có bổn phận phải lo hết. Còn cái giống Thánh Giá chỉ có mấy ông Thánh thôi à. Còn cái giống chỉ dạng rồi ai hơn gặp Phật A Di Đà rồi thôi, nó cũng có cái gì khác nữa chứ không mình nói không nha, nhưng mà không phải là trách nhiệm. Còn cái này là có trách nhiệm, tại vì nó là cái thuyền Bát Nhã, nó là cái cây đuốc của cái thời nay, và nó cũng là một cái cứu tinh của nhân loại của thời sàng lọc này. Mở bộ quay lúc trước bị la, bây giờ nó bị la, tại vì nó lo lo của tôi cho điểm nó bay vòng vòng gọt gió vậy đó, đâu có phạm luật gì đâu. Ok bà con, nãy giờ ngồi bao lâu rồi? Xong chưa? Ê đích được không? Sorry. Ê mong rồi đó. Xin lỗi lớp 4 nó bốc nó chịu. Tiếng Nam quên quên quên. Ê đệ tử là con chăm đứng nghiêm trọng quá. Ok, mấy người ở xa ở gần có ai hỏi gì nữa không? Chứ mình nói hoài cũng vậy. Chờ 11 tôi mặc áo vàng thì tôi nói nhiều, tại vì mình không muốn dành với mấy ông thầy đó, ông ngồi chị nhãn đạo. Dạ, thưa sư phụ, có câu hỏi là sau khi biến thiên biến địa, con người có nhu cầu là gì nhất? Thiên Nguyên Khanh hỏi. Làm gì làm, con người cũng phải giữ giới luật ở thiên tâm. Và con người cũng phải giữ cái đức hạnh để mà sống còn. Khi cái trái đất này nó biến đổi, mình trước tiên cũng nên giữ mạng, giữ hồn, giữ cái đạo đức. Để khi mà sau khi bao nhiêu mình đã qua cái Covid, mình còn ngồi hôm nay, mình có đại phước rồi đúng không? 7-8 triệu người đâu có phước như mình, trong đó biết nhiều người có bà con nhà họ sắp sửa chiến tranh như ngày 24 tháng 2 năm 2022, cách đây 7-8 tháng, đâu có ai ngờ 500-700 nghìn người tự nhiên đang sống sung sướng giàu có bình thường, bây giờ lăn đùng đã chết ở bên Ukraine với Nga, hai bên cộng lại cả bao nhiêu thanh niên của Nga, Xô nước Nga, nó đâu bây giờ nó đang có hamburger, nó đang có điện thoại, đang có đầy đủ sung sướng. Tại nước Nga nó nhiều dầu quả, nó giàu lắm, mà đụng cái bữa nay á, nó phải bỏ gia đình, nó lén nó trốn, trốn cũng giống người thời xưa mà kiệt này năm 79 trốn đi vượt biên vậy đó, chứ nó không bị bắt đi lính làm sao. Cái gì thấy cái vô lý không? À thì cái đó là gì, họ không có biết tu. Cái nước Việt hiện giờ lâm vào cảnh đại cùng khổ, đại cùng bi thảm, đại cùng buồn chán, đại cùng uể oải. Từ cái buồn chán uể oải với xã hội và đời sống gia đình, rồi thu nhập, rồi từ những người thân ở nước ngoài bây giờ cũng lâm vào cảnh khổ, cũng không giúp họ được nhiều. Họ đâm ra đi đi nhậu. À, lúc đầu là nhậu bia đó, bia Mỹ thì không có chết, cái sao ấy không có bia Mỹ thì nhậu rượu đế, thì ba cái thuốc sâu của Trung Cộng á, thì cái sao đó là bia một chai ngàn của Trung Cộng á. Cho nên bây giờ tại sao biết bao nhiêu người Việt Nam chết ở cái tuổi từ 35 tới 45, rất là nhiều ung thư rồi này, đột biến rồi này kia. Tại vì cái chính sách của họ đi, một người bệnh là 4 người phải nuôi, mà cứ thế. Nên nhớ Mao Trạch Đông giết 80 triệu người không hướng tay, không đầy bao lâu. Cái nước Việt mình á, ổng mà tụi nó mà không giết, nó giết trong vòng 2 tuần là sạch sẽ. Vì tới tên không?
Nhưng mà trước khi ra tài đó, phải mình nhớ nha. Ủa 6 triệu thằng bên kia nó làm gì ta? Ồ chắc nó ngu quá, nó không thẩm con nào đứng lên làm gì hết hả? Mình ở đây mình cứu người bệnh. Tại vì họ mới suy nghĩ. Giờ quý vị nên nhớ là cái gì mà của họ thích, họ nói là đất của họ. À, cái lưỡi của nó con khúc kìa nè, mà nó len sao mà nó dài như cái lưỡi con bò, nó nói là của nó. Thì nó vô lý không? Cho nên có cái bài của bà chị viết á, lưỡi bò bị cắt đứt làm đôi đó. Hả? Có bài bữa con chị đọc á. Hả? Nó thích là của nó. Hơi vô lý. Tới ngày hôm nay là tuy là Biden nghịch lại với ông Trump, nhưng mà cuối cùng cái gì đúng là đúng. Ví dụ như chuyện ở ngoài đường thì họ giữ một cái chính sách, đó là vẫn đi theo cái đường của ông Trump, thẳng tay với Trung Cộng. Thì hôm nay á, nó mà chiếm được Đài Loan á, là cái TSMC mà nằm trong tay của nó, Trung Cộng luôn, cả thế giới này đều đứng. Bởi vì mới tháng 10 á, nó có cái lệnh cấm vận về hai thép, thì nó làm cho cả thế giới mất 1.2 trillion. Tất cả những cái hãng điện tử từ đây tới 4 tháng nữa không có sản xuất gì hết. Mình bị mất thu nhập, nhưng mà mình vui. Tự vì cái bức hình mà chiếm toàn thế giới này, ngày xưa các chị vị nói á, là quỷ ma đó, nó đã chiếm gần hết trái đất này rồi. Lúc đó thì còn chưa có hiểu mấy vị nói cái gì. Mình chỉ biết trái đất này trượt nhiều quá, người ác nhiều quá, nó đen thui. Nhưng mà ở trên mấy chị vị về nói á, chút xíu nữa là nó sẽ nhuộm đỏ qua địa cầu này. Hôm nay cấm vận về di mạch thì là cả nước Tàu, cả một cái hệ thống, cái gì nó cũng liên quan con chip, thì coi như xong. Nó không đánh nó cũng thua rồi. Không có con chip, điện thoại Huawei, bất cứ ngành nghề gì, viễn thông gì cũng đều phải ngưng lại hết. Ngay lúc này, nhiều lúc thì ở trong cái ngành điện tử này được buồn. Buồn là gì? 3 năm nay mấy đại ca thịnh thiên để cho nhà, ngay lúc này là cơ hội lớn nhất của nước Việt, lớn khổng lồ á. Nếu là Kiệt, là Bác Trọng, hay là Bác Chính, là Bác Phúc, là đi ngoại giao, ok, tôi sẽ là con ghệ trung thành với anh, tôi sẽ không có phản bội anh nữa, tôi sẽ giữ cái IP của anh, đúng không? Là rước đi vô nhà, tôi sẽ marry với anh, tôi cưới, tôi tặng anh chiếc nhẫn, tôi à, không, chỉ có như vậy mới cứu dân tộc. Thì lúc này là lúc thằng Mỹ đang cần. Chứ giờ Apple hay là bất cứ công ty nào giờ cũng rút ra khỏi Trung Cộng hết, nó không có chỗ nó đi. Tại vì Việt Nam là 6 triệu chất xám và 100 triệu chất xám ở bển đang cần công ăn việc làm. Chất xám này nó chỉ có thích hợp với gì mà nó không có thích hợp với ruộng lúa, và đồng thời nó cũng không có thích hợp với những ngành nghề khác. Tại sao bao nhiêu cái vùng này, Silicon Valley này, bởi bàn tay người Việt Nam dựng lên. Đây có người mình khôn, con của thằng Nóng hả, con rồng cháu tiên mà, nó đưa qua Indo, nó đưa qua Mã Lai, nó đưa qua Thái Lan, làm có được. Nó theo cái trình độ của con người nữa, và cái năng khiếu của bàn tay nữa. Ở đây cũng vậy, bao nhiêu công ty ở đây, cái gì có thấy công ty nào mà nó xin lỗi anh người Mỹ, người Mỹ đang làm chủ không? Không có. Một là Việt Nam, Tàu cũng có mà ít, Mỹ trắng thôi. Người mình là chất xám lợi hại lắm á. Ngay lúc này á là mình phải quyết định cho dân tộc của mình. Mình phải đi theo Mỹ. Đó là thượng thiên mà 3 năm nay cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official nói lên để mà cứu vãn nhân tộc. Là 3 năm nay là có nhiêu đó thôi. Mấy ông đâu có thượng thiên. Cái nào mà ông thích nghe chuyện nói thì thích, còn không thích nghe thì ông lơ.
ấy mà đụng tới đảng mà mất đảng á, nói Bác Hồ là bị Trung Cộng nó chẳng hém như chuồng gà á, nhốt con gà thật sự cái xác ổng á là xác con gì mình đâu có biết. Con là còn có phước á, nhiều khi xác còn sáp còn mũ con chừng á, mà cái lăng Ba Đình đó nha, bất cứ ai không cần biết chức vụ lớn nhỏ, người giàu hoặc người nghèo, học sinh, mà ai mà đi vô đó đi một vòng mà ra đó bảo đảm cuộc đời không bao giờ tiến bộ. Nó có cái trượt ở trong đó rất là nặng, bị ém đó. Không tin hỏi bao nhiêu người đi đi thăm tham quan cái lăng đó đi, chuyện nói là mình thương Bác Nam Mơ Bác Hồ mà cha bạn đó lắm, Bác Hồ là vĩ đại đúng không, thì mình phải đưa Bác về trời. Kinh Phật nói là mình thương ai mình thương người đó giảng sanh, chứ mình không có nở lòng nào mình nhốt ổng ở đó hoài cũng được, ổng cũng đâu có muốn ở đó, bữa nay mình không đụng chạm ai phải giảng sanh, phải thiêu Bác, rồi mình phải thượng thiên, mình phải làm để trung thành đúng không, mình phải đi uống coca chứ mình ăn xì dầu hoài không có được. Kỳ rồi con bắt tập vừa mới lên nhậm chức mới, cái là Bác Trọng của mình hơi bệnh chúc mừng rồi nữa. Không có đụng chạm với Bác nhiều quá khó vậy. Mà nói là Đức Thầy Đức Thiện kia mới về được, ông Đức Thiện về nội mà tín đồ hòa hảo hay là những cái người mà hòa hảo giả đó, hòa hảo của cộng sản diện lên quýnh mình cũng chết. Bánh hồi xưa có một lần Kiệt nói chuyện với Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngày hiện về ngày nói con có biết Yên Tử là đạo của ngài là có hai cái giả, có cái thiệt và cái giả. À, rồi sao Đức Thầy cũng dạy Kiệt, con có biết Bụng Sơn Kỳ Hương cũng có thật và có giả, giả là như cộng diện lên, rồi kinh điển của ta sửa hết trơn à. À, ông nói mà rồi bà Hảo càng giả luôn, cái gì nói là cái gì cũng giả hết. Việt Nam bây giờ này mình phải nghiêm chỉnh nên mình nói với mấy đại ca, dạ thưa Bác Trọng, dạ thưa Bác Chính, dạ thưa Bác với Bác nào nữa, ông nào nữa, Bác Huệ hả, Bác Huệ có ông Huệ đang ở Las Vegas, mấy Bác Thuận Thiên chơi với Mỹ để mà đem công ty Mỹ về, chỉ có đường đó thôi, ngoài ra không còn đường nào để binh hết. Bây giờ mình cù lũ tàn tàn á vậy mà thắng á. Đây con Medicine á đang lo cho Bác Huệ. Ở Bác Hồng Nội này kiệt rành lắm, có con người cái sớt tao quân này nè, từng ông mỗi ông chuyển tiền mới thiên nhiêu làm gì thì có hết, làm gì nguyên cái danh sách. Ta nói biết nhiều á khôn quá cũng chết, cho nên mình phải giả ngu đúng không, giả khờ khờ vậy nè, ngu quá thì cũng bị hiếp cũng chết, biết thôi, cho nên chỉ biết thôi mới thầy cả, cũng không khôn không ngu. Nếu mà khôn á thì đâu có bị bệnh mấy đại ca với dư luận viên chửi thằng ngốc. Bị mấy bữa họ mấy clip của mấy bên cao đồ ảo giả chửi mình ngốc nữa, nhưng mà lúc chửi cho đã đi rồi mốt á khẩu nghiệp uổng một đời tu hành. Ok với Đà Phật, bữa nay nói chuyện vừa đủ chưa bà con? Hôm nay cho em hỏi.
Hỏi nữa hả? Hỏi đi, ngốc này biết gì trả lời đó. Hồi nãy Kiệt nói ai mà vô lăng bác rồi là ngốc lên không được. Nhờ đó lỡ vô rồi sao? Không có lỡ vô rồi hả? Thằng chi em ngốc lên không nổi. Thằng chi em giờ có nhiều chưa tới 5 feet nè. Nó có nhiều rồi, không có cao được. Vô lăng bác rồi cứ như vậy nè. Ông ấy nói thật, tại ông đó tung cộng nó ém mặn. Ai mà đi một vòng lăng bác rồi là xong, xong cuộc đời. Tại vì khi mình trượt nhiều quá đó, nó mất hết cái điện thanh của mình luôn. Con người của mình sống là có energy nha, có hào quang, có điển. Con người nó có điển nhiều chừng nào mình mạnh khỏe, mình ít có bị bệnh. Và đồng thời lúc nào mình cũng tươi tắn hết á, mình cũng có nụ cười hết. Còn có người mình negative energy á, ít có cười lắm. Rồi lúc nào cũng nghĩ negative, lúc nào cũng nghi ngờ. Thánh Kiệt không có nghi ngờ ai chứ, ai nói gì cũng tin chứ. Dễ tin người lắm. Ngu á, bởi vì mới ngốc. Giả ngốc cho dễ sống. Hoàng bào áo giả che thân mà, nửa tăng nửa tục nó năng lạ lùng. Cái bài này sao này cái gì kêu con đọc bài đó. Trời, cái bài này năm 1929 luôn á. Mà tới ngày hôm nay mình mới biết là mấy vị viết trước khi mình ra đời nữa. Có cái bài đó. Có ai đọc cái bài đó không? Biết bài đó không? Hoàng bào áo giải che thân, nửa tăng nửa tục nó năng lạ lùng. Đùa giỡn lút râu của rồng vậy đó. Có phải đó. Thôi chơi tới ngày mình chơi ảnh vút râu của rồng tới ngày. Không phải đó, nói bây giờ chúng bị trang luôn á. Ở trong hãng Việt sống trong cái hai ổng bự lắm. Ổng bự bằng cái phòng này đó. Thế mình ngồi mình buồn mình xíu mình than. Trời ơi sao mà đại khái là mình nói mình gặp đùa. Đọc cái bài đó cho nghe. Còn có bài đó không? Lấy cái bài đó ra đọc không? Gặp đùa đủ hạng vuốt râu của rộng mà có phải đó. Là tìm được cái bài đó trên mạng bỏ nhiều. Ok rồi, ai hỏi gì nữa không? Hỏi thì thôi mình kết thúc bữa nay nha. Chúc cha nãy giờ mình tưởng đâu có mình nhóm đây chứ 1500 người đang nghe nữa. Màn hình này coi bộ có lý nha. Cái gì? Có Hoàng Thang á. Chú Kiệt nói chính trị nhiều quá. Không hay chút nào. Nó không nói chính trị đâu, nó em thôi. Chứ không lẽ giờ nói đạo. Đạo cũng nói rồi. Nói kiểu như mấy thầy á, nghe rồi ngủ gục rồi ngoài quanh ở trên. Mình có cái này kia mình khai trí thôi mà. Xin lỗi. Tùy ra bữa. Bữa nào hứng cái này nói đó. Chắc nãy giờ nói vụ cờ vàng cờ đỏ cắm ở trên Độc Lập, rồi mình nói vụ thiêu bác á, giảng sanh cho bác, cho nên cái này gọi là chính trị. Cái này nói thiệt có con giảng cá không, một ăn triệu á. Nói chơi mà có thiệt á, nó bậy chúng mẹ đó. Có một lần mấy vị nói này mình hơi
mình không dám nói mà bữa nay mình nói. Ba ngày mà bà rồng lửa bà vô tù á, cái trình mới nói mấy người này chỉ có chờ ngày về cứu thôi chứ không ai cứu nổi. Nghĩa là chờ cơ vận á, tại vì họ là đóng một cái màn kịch khổ nữa. Bữa giờ Đàm Vĩnh Hưng với Hoài Linh đồ đóng màn kịch khổ rồi không à, xấu khổ rồi Thủy Tiên nữa không, rồi tới bà Hồng Lửa cũng đóng màn khổ, rồi cái ông gì ta mấy ông thầy tu mà tu giả đó cũng đóng màn khổ để cho cái xã hội này á, nó giống như tất cả những cái xấu của thế gian, những cái ung thư gì á cứ chỗ ra hết thôi, bệnh đậu mùa nó cứ mọc ra hết, mụn gì đó mọc ra hết. Để khi cái thời vàng kim đó chúng ta mới nhìn lại ngày hôm nay, thì lúc đó mình mới trân trọng Đức Phật Di Lặc, mình mới trân trọng một cuộc đời mới sung sướng thanh bình. Thì lúc đó mình vừa giàu có, vừa mạnh khỏe, và mình vừa tu. Còn bây giờ á, mình sống ngày nào cũng thấp thỏm, chết bà không biết. Thằng kia nhân mũi bữa nay nó bắn vào tiễn tầm xa, rồi bữa nào nó bắn qua bên Cali mình thì sao ta. Thằng đó nó đói nó làm thiệt á. Ngày nào thời hấp kia nhân mũi, cái đó mình nghĩ tới Putin, thằng này giờ nó giống như chó đi nè, đến đường cùng mà nó liều, nó liều nó làm thiệt nữa. Thì tới bữa nay cái tập chống bình cũng vậy. Hai bữa nay bà con cứ sợ là ảnh đem đóng xe tăng lên, giống như kiểu của gian kịch dân hồi xưa mà ở Thiên Âm Môn á, mười mấy nghìn người đi một á. Quý vị nên nhớ, một năm Trung Quốc nó sanh ra dân số bằng một cái thành phố New York, một năm mấy chục triệu người. Thì mình cứ nghĩ nước Việt mình mấy chục triệu người nó cho uống bia chết lần chết mòn là nó từ bi lắm rồi đó. Nó không giết mình lần một là nó từ bi lắm rồi, quá từ bi luôn á. Chứ như kiểu Mai Trạch Đông để cái rẹt 80 triệu người, ổng đào cái hố khổng lồ đổ người ta xuống á, nó còn ngầu hơn, nó còn dữ dằn hơn là thời Hitler mà đi vô ống kính á, rồi cái người ta biến ra làn khói á. Mà hôm nay những cái phim nó còn, mà có thời đó có những người đứng coi rất là vỗ tay hí hửng, một đống người Do Thái đi nghe nó biến thành làn khói, nó có cái chất gì mà ghê gớm vậy. Cho nên mà từ mấy chục năm nay mấy đại ca Tập Chân Bình hay là Hồ Cẩm Đào hay là Giang Dịch Dân là từ bi á, theo tôi nghĩ là từ bi lắm, mới cho uống bia từ từ bệnh chết. Chứ còn nếu mà như kiểu mà thời mà cải cách của gì á, trên từ kia là gì ta, cái vùng đất là đó là bác Trường Chinh cài cái đầu của má mình, ba mình thì cửa Việt Nam, bác Hồ giết mấy triệu người cho nên bác Hồ mới được thành Phật, chứ ổng không giết mấy triệu người thì ổng thành Phật được. Ở thì bản kia bác Hồ là Phật thì mình cũng phải nói Hồ Phật, nhưng mà bác Hồ có giết mấy triệu người thiệt thì mình cũng có nói thiệt. Thì Trường Chinh này thương vậy đó, giết cha mẹ thì Mao Trạch Đông giết 80 triệu. Ok, nói hồi bà con nói mình chính trị nhiều quá. Tiếng Minh Quang, con chờ bao lâu nữa chú ơi, dân Việt Nam mòn mỏi quá rồi. Thì phải hành căn đúng không? Chứ bây giờ mình nên nhớ nha, những cái ác, những cái chế độ độc tài, những người ác, những người lãnh đạo không có lương tâm, thì mình cứ nghĩ giống như 100 triệu dân hay là 1 tỷ mấy người Trung Quốc đâu phải ai cũng là người xấu đâu. Chỉ có đảng Cộng sản 40 triệu thằng mới là xấu, đúng không? Rồi mình nghĩ nó giống như đám mình là dân con tin vậy đó,
Bây giờ đó, mình làm mạnh thì con tin cũng chết, thằng ăn cướp cũng chết. Thì tất cả các con ở trong đó thì mình nghĩ là phải từ từ. Thì để cho những cái thằng ăn cướp nó hết hơi, hết sức, hết tiền rồi, thì con tin lúc đó cũng có đứa cũng ngất ngư đó, thì anh phải chịu chung đó à. Chứ không lẽ bây giờ để cái rằm chết hết thì con tin cũng chết và ăn cướp cũng chết sao? Phật trời không có như vậy. Cho nên và đó là cái nghiệp của mình là phải gắng chịu. Chứ ở bản bây giờ đó, là chỉ có một cái ngồi thiền đọc kinh để mà qua được cái thời sàng lọc trong lúc này. Đó là lời khuyên duy nhất. Đó là món ăn tinh thần và món ăn của thể xác duy nhất trong lúc này, ngồi thiền đọc kinh chỉ vậy thôi. A Di Đà Phật. Thôi hôm nay xong.